Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Mình là Nghĩa lên sau lưng của mình là Mi nha các bạn. Hả? Ừ. Đeo. Đeo gì đâu anh? Đeo ông. Ra sao anh không đi? Tự nhiên không rồi có đi. Các bạn thân, hôm nay mình rủ anh Bi ra đây. Hai anh em mình có một cái ý tưởng này. Thì có làm theo một cái bình luận của các anh em bình luận với mọi người, đó là quá khứ lặp lại. Quá khứ lặp lại. Nhưng bóng lộc giật mình thấy hàng xóm tứ phía đều thập thò nhìn chàng. Hey. Lặp lại sao? Hay lắm nha, hay lắm nha, mình lận thêm đi nha. Đấy, thì hôm nay là kêu đó nè. Đây em có mua thì em có chuẩn bị 4 lon nước này anh. Đấy, hôm qua bữa em qua em đợi ý rồi đấy. Chuẩn bị 4 lon nước này để mà hai máy anh em mình hôm nay sẽ thực hiện clip đó. Bây giờ em phải nhắn tin thằng cụ ba để mà ra phối hợp, chứ không có thằng cụ ba thì không thể nào được. Anh hiểu không? Ừ. Anh biết cái người ta thường ở câu là gì? Câu gì của mất ta? Ngu hay trừ lắm. Quên rồi, im mẹ đúng đây. Khỏi im luôn ấy. Đợi xin nghỉ coi. Gì câu vậy? Thôi điện ra giúp mẹ. Quên mẹ, thôi đó nhắn tin ở đây nha các bạn. Hay trừ trừ. 1 hour later. Ở đó im đều anh nhanh bây. Thử thách đặt cái đây vô đều anh thử kỹ. Tầm 2 cái không? Có giải thưởng không? Có giải thưởng 50 ngàn. Nhưng cũng nhận giúp mẹ. Cứ này tôi im nè. Đây đây đây. Đây đây đây. Anh. Quay gì vậy? Ừ. Tí mình ra tao có cái ý này nè, tao giúp mày, mày sẽ có tình cảm nhưng bé nhiều hơn nữa, nó sẽ yêu thương đùm bọc mày. Này, xin lấy đâu? Xin kêu ra kia xíu mà nó không cho mày đâu, kêu trẻ đỏ đi mua đá này. Trời ơi, thám dữ trời của bé. Thử. Mẹ nó sao cũng ngờ gì. Cậu phổ biến nhiệm vụ cho nó. Đây, qua đây anh. Đây, ở đây là anh kia chị chuẩn bị 4 lon nước nè. Hôm nay là mày sẽ giúp anh một clip về 4 lon nước anh tặng cho mày luôn. Cuối clip mày đem ra mày làm món quà tặng nhân bé, mày kêu anh góp gió thêm bão cho quán nước mình này để ngày nóng. Không hung mày một cái. Tao. Sao không hung nó kêu là mày góp gió cho nó này, góp nước cho quán này để ngày nóng hung. Nhưng mà trước khi mà góp là em phải giúp anh một clip được không? Không giúp sao? Thì clip này nó đơn giản lắm, kiểu là mình chặt bé cho vui mà. Má anh chặt bại bạ nữa em làm đâu, như bữa nữa. Không, cái đây là lành mạnh, không có làm. Không có làm gì hết. Cái đây là liên quan đến sự tâm linh đó của bà, tâm linh. Tâm linh vậy á? Ừ. Nhưng mà bây giờ là anh tách máy quay, anh phổ biến lại cho ý tưởng nhà biết nha. Nhớ giấu nha, nhớ giấu cái bì cục ke rồi. Giấu cái bì rồi, cho kỹ nha. Ừ. Ý là mày bó chỗ nào, sau đó mày chạy vô mình lụm, hiểu không? Em bó đâu có chỗ kép nào đó, em cỏ xe gì em tre nó, xong nói em đi bộ tao đó em lụm, hiểu không? Chứ mày cầm vô là nó biết. Biết. Rồi canh lúc mà nó không biết rồi mày bó lại cái chỗ nào mà kiến chừng nó là bó vô rồi đâu chứ đâu. Rồi. Về trước đây xíu tao lụm lên sao? Thì về trước đi. Đó nha, nhớ phối hợp nha. Tới mình làm tròn cái thử thách nha các bạn. Đập vô đầu. Ném chục. Ném chục. Ném chục. Ôi trời. 1 hour later. Hello. Dạ ông. Nước cái lại gì vậy? Dùng nước mà hỏi lại gì ông? Em đi mình đâu mà? Nên em đi mình là nay tìm giải lao nghỉ. Thì tốt lắm dùng nước. Tụi mày tao uống nước là chủ yếu, tụi mày tao uống chân em tao rồi, chứ không phải uống gì mày đâu. Gì à? Ông quyết nhanh đi lại bên nước này. Mấy ông vô là rờ cái tay liền à? Cái xe vậy? Mày có đéo vậy? Không có. Chưa. Chơi quán tôi sao không? Mẹ chơi thì quán mà vô lúc nào cũng có đéo hết. Tao hỏi thử trước khi uống chứ. Biết tao que. Biết tao que bên kia tao bấm chai rồi tao que tao ngồi tao uống được. Rồi mày mượn xăng ngầu chút được làm cái gì? Răng. Tiền. Gì? Tiền. Tiền gì? Tiền lon nước. Cái đồ cha mà chưa uống xong mà chưa nhấc cái miệng uống xong mà đưa tiền cho mày. Mày có, tôi lấy trước kìa.
Mày có bị điên không mày? Nó không chạy sao không? Chạy được. Mẹ mày, tao đây chứ đâu nè mày chạy mày, đừng có mách mách mày mày. À, chút nữa không có tiền mua kìa. Bởi con này nó ăn nước mà nó bị khùng nha không về. Khách chưa uống xong mà nó đòi lấy tiền đâu. Sáng nó ai chậm nó rồi. Sáng ai chậm nó rồi. Anh rủ anh Bi ra. Bi đâu? Bi anh đi mấy con chuyện gì biết. Tìm mặn ta. Tìm em làm gì? Có tiền mượn cho em đi. Ủa mượn gì cho em dữ không nào? Mượn cho em có chuyện. Mượn luôn không? Công chuyện gì luôn mày? À mượn đi. Chuyện à, tao uống nước không? Không, giờ tao đi công chuyện không mày? Ý vô đây chứ vậy? Tao mượn tiền á. Làm một khùng à. Đi đâu ấy? Anh đi công chuyện đấy. À đi công chuyện một xíu nữa. Giờ luôn nha. Ờ. Mai làm nha. Ờ, mai làm. Anh Dương lấy dòng 2 cái ly đúng không? Lại em chạy đi 1 cái ly đi. 1 cái ly biết nhiêu tiền không? Chạy ra coi. Đúng rồi, chạy đi nha. Chạy đi á. 2 ly đâu có 1 ly mà 2 ly gì mày. Cái này. Còn cái mà thấy không? Cái tôi dữ không? Tôi kêu 2 cái là 2 cái. Cái gì? Con cá đồ ở kia đó chứ cái đầu dính ra. Cái gì không? Đồ đồ có chả nào. Dính chạm không nói dính chạm chưa? Sao quay bắt được tôi được? Mấy là tiết kiệm vậy hay gì? Ấy thì tại chứ. Trời ơi. Nhặt gì đi hoài không? Mày đang giấu cái gì đó hôm mê? À, mày đang giấu cái gì đó hôm mê? Không có tiền đây vậy? Không có tiền xin liên lạc. Tao thấu gì vậy chứ đi đâu? Không có tiền. Mày ăn đủ cái hết này mà xin tiền vậy? Tao thấu muốn nhà khói. Lại kêu ngầu chứ không lại thì tôi đập chạy bằng mà. Tao đến cái thằng thâu. Nhà phụ quét tôi che đầu đi. Nhặt nhặt vậy. Mày trả lắm trăm ngàn mày. Sao không trả tự dưng đó tôi? Tao đừng nói vậy, đem nước ra tao uống rồi. Cái gì? Đem lon nước uống nè, vô chưa có nước hết mà hỏi. Mà chơi để tôi đem lon nước trong rồi mà. Cái đồ mày lon nước nào mày? Quả chết để cái lon cái xe đem ra đâu? Cái đồ lon xe nào nãy giờ cái đem đi đâu ra hai đứa bay nói chuyện nãy giờ đẻ mà kêu ấy. Giỡn thiệt không? Giỡn thiệt mà hỏi que này. Nãy giờ đem lon cái xe đi chào rồi mà đúng không? Đưa nãy giờ nó kể lộ kêu xin tiền đi chào đây. Đưa nào ai đưa nào em đi nào? Thiệt cái giỡn không? Giỡn thấy gọi cái xe đâu không? Nãy chưa kêu nước luôn á. Không mà đừng có mát mày ơi, nãy giờ có kêu cái nước đâu uống, chưa đem mày ra hai bây tự nhiên vô cãi lộn. Mà nãy tôi nhớ đi nhà không đi lộn cái xe rồi mà. Làm lái tao cũng lộn nước quen, nãy giờ tận hai bây cãi lộn gì chém đẻ rồi. Quái gì vậy đây à? Ý là mày đếm coi thử cái đủ lên trong đó không, mày đứng đừng khùng khùng á. À trong đó thì đủ, nhưng mà hồi nãy tôi nhớ là tôi đem ra cho ông nào. Đi ra tao nào mày. Đừng có mát mát rồi mày ơi. Đem nước qua đừng có cái chàng sàng quá. Nước lên. Ừ. Cho ông đem này 2 ly gì nữa. Má hồi nãy đã đem 2 ly để tôi chống đâu. Nửa nào nghèo luôn rồi kêu 2 ly. Chứ má hồi nãy tôi đem ra 2 ly đó tôi quýnh đều ông, không nhớ không? Gì có. Làm có mà mày đừng có mày ngáo sao biết. Đừng quýnh. Máu vô là 2 ly tự nhiên cãi lộn đẻ rồi. Rồi bây giờ tự nhiên có vụ gì mà nói. Quả nhiên gì ta? Thì ông lại cái ly để lại gì vậy chứ tự nhiên ông đưa cho 2 ly dữ vậy? Đâu? Để cho nhà uống anh. Ở đây.
Quá. Quá. Ở đây lên. Tiền ở đây đâu? Chứ đâu đấy? Tiền cho anh mượn cho em đi. Làm gì? Anh có công chuyện chút mà cho anh mượn cho em đi. Mượn kem chơi. Mượn kem anh có công chuyện mượn đi. Ông cứ ngày muốn tiền luôn không? Cái này mượn kem nào giờ mượn chi nữa với ông? Mượn này hả mày? Tao máu kẹp nó bây giờ mày tự nhiên không nhảy. Nó thấy ông vô luôn rồi nó mượn. Quá chết hồi này ông vô nào mà? Tao vô này hãy, mày bị lú á. Con này điên sao không? Tao ai, ai vô nào? Quá này ông vô, ông vô một lần mượn kem nào? Mày thấy mẹ sao mày mày khùng quá hả? Nói gì cũng ổn biết. Tao đưa mượn lẹ đi công chuyện chút nha. Ông vô nào con này nó không vô. Nó bị khùng mà, nó bị quán ghè đúng không? Máu giờ này quán ghè sốt mày. Chị mày bị mù không mày? Ê, mượn cái này. Ừ. Làm gì đấy, đi chơi đâu đấy? Đi chơi trước rồi, ai ăn gì luôn ăn. Gì luôn ấy. Ờ, mai làm nha. Ờ, mai làm. Hồi này ông né cái đó, không có cái kia. Hồi nãy là hồi nào? Hồi nãy là hồi nào? Biết. Con mày nó nói gì không? Mày đừng bảo có bị khùng sao biết? Ông điên em này, ông không thấy em vô mượn trăm ngàn nào vậy? Con nó bị sao vậy? Em bồ mày hôm em thức kia hay sao? Em thức kia em chơi game hay sao mà giờ đều bị não nhau vậy? Ông vô nãy giờ ông mượn lần thứ hai rồi ạ. Vô nãy đâu đó. Anh lạy mày á, mày có bị khùng không? Nãy giờ tao uống ly nước là nước đầu tiên này. Mà nó kêu con ống mượn tiền tao, mượn tiền đầu tiên luôn mà kêu mượn thứ hai với ai vậy? Như vậy sao? Ai bị nhỉ? Nghe. Tao xin nhạc nha. Ông nghĩ gì? Đang hôn mày đi mỏng nói vậy? Đi, tao vô xin nhạc. Xin nhạc gì nữa? Ừ. Tao đi chặt cả anh nè. Tôi biết đâu, tôi để kêu lè nãy ông muốn đi đâu, đi đâu, tao không có tiền ông ở nhà mà ông nói vậy. Có, ông nói xin đi mà nãy giờ lại không xin. Chờ xin đi. Cái gì nữa? Để tôi để nói là tôi không có tiền. Ông bên ông có tiền đây, ông có thằng muốn nhẹ mà ông bị phụ với sao vậy? Ông nói lần này lần thứ hai rồi mà. Ông chấn mắt chữ tôi hay sao vậy? Ông quá nói xem này tôi cho ông đi giận nói gì vậy ông? Tôi kêu là ông có tiền đây là ông có thằng muốn nhẹ mà. Cho đi không? Có xin gì nãy tôi mất chứ không xem ông nhớ ông kêu ông cái tiêu đi ông có tham ông có đem thu quét cho tôi vậy? Có quả hai bấy gì chứ có 100 ngàn mà ông cho nó được vậy mày? Ông có ông trời quá nãy tôi nhớ tôi mất câu đi đâu mà ta mày eo nào tôi đây đi cần mày eo mày từ bé em đâu đi mày eo mày tao đâu chưa bị đâu này nó câu gì mày? Mày có tiêu mày cứ bị não chéo mà hai bên tự nhiên ngầu kinh lộn vậy mà ý là nước tao đâu rồi ý là nước tao đâu lúc vậy tôi máu con ra bị điên ấy ý là nước tao đâu nè rồi có hai bên giờ cãi lộn cả rồi nước tao đâu mà chơi hồi nãy tôi bưng ra nước tao đâu nước không mày nước tao đâu ừ ý là hồi nãy tôi bưng ra ý là nước tao đâu ông làm gì ông theo đấy coi rồi mày nước tao đâu hồi nãy giờ mà sao nãy tôi bưng ra tôi bảo cho đấy cho ông bị điên ấy mày cãi lộn cả rồi bây giờ nước tao cũng đem ra là sao không biết cháu đông đâu vậy? Quay lại cho tụi bay. Mẹ tụi tao. Con quý mày điên sao tự kéo quần tao chỉ mày mà ngáo nhau vậy? Tự nhiên mới xây đồ lên cái lông đầu nãy giờ tụi bưng ra ông hai lần rồi à. Giờ tao không nói ai rõ, hỏi thằng cu que là rõ nhất. Ông bưng ông áo bưng để lần thứ hai đâu đâu. Có, để chưa bưng mà. Cháu em nghĩ như sao không đâu? Rồi má nãy mày bưng ai vậy biết? Thử. Mày coi camera mày đâu, biết camera đâu mà quay lại coi. Quán này làm gì có camera ông tiền bạc đâu gán. Nhưng mà cái nước của anh đâu? Cho tôi máu bước ra đầu mày điên ấy. Mà hỏi cô ve là mày biết nhất. Ông bước ra hai cái ly ra tôi máu chịu lắm sao mà. Có vậy. Gì vậy trâu? Ê sao có bán nước mà anh đi gì à? Sao lòng nước anh này đủ nữa thế hả? Cái gì? Mày... Kính chào quý vị, lo âu là một trạng thái tâm lý bình thường của con người.
Tuy nhiên, khi ai đó có cảm giác lo lắng quá mức hoặc lo lắng một cách vô lý đối với các tình huống, điều đáng ngại là căn bệnh này có thể để lại những di chứng tâm thần rất khó lường. Biết cái đầu mày có bị me nhập đúng không? Hôm mới đi cho đi mong me nhập đúng không? Đi ăn em không cùng gì không? Đúng rồi, chứ nãy giờ nước. Bây giờ sao? Giờ có ăn nước không? Tôi gì à? Tôi vô ủng hộ của em mà sao mày hai vợ bù bạch đây cứ cãi lộn cái chuyện gì mà đi sinh nhập xin đồ đá nước cũng có đem cho tao uống vậy hử? Giờ muốn sao? Gì vậy sao? Đem ăn ngay mà. Ủa đi ăn hai lần rồi ạ. Lần nào nãy giờ chưa có ly nước rồi, hôm kia mà hai lần. Cô bé, mày tắm. Mà tao đi mà cô bé, làm anh ly nước đi. Làm anh ly nước đi. Sao trên này lại tủ kìa? Đó này, anh uống Pepsi á, anh uống Pepsi á. Không uống Pepsi nữa. Trời cha, nãy giờ có uống cái miếng nào đâu mà uống Pepsi nữa vậy mày. Rất lên. Ừ. Cảm ơn nha. Bắt cùng hai ly nữa. Hai ly vậy mày? Bắt cùng nha. Còn hai ly, có ly mà. Ê, lần thứ ba rồi ạ. Lần thứ ba gì? Lần thứ ba mà mày lon đâu? Mày phải nói có chứng cứ nhưng mà không có hết một. Cái ly này ông nhớ không? Ông đụng hai lần liên tiếp hai lần từ trước không rồi, ông nhớ không? Lần đầu tiên mà. Trời ơi, mới vô quán ngầu à. Giờ nó có gì lên lần thứ hai thứ ba gì đi. Nói cái lẹ mày có bị sao trong nhảy hử? Mày có bị không gì? Bị sao hả? Mày bị gì mày đi chữa đi. Giờ cái đeo ngoài nó bị sao trong á? Bị sao là bị sao không? Cái gì sao? Bỏ mày lại lên. Nó bị vô kìa. Bỏ đèn. Sao? Tìm thái. Tìm gì em ngồi quán nước đây. Tao anh mượn căn nhà ấy. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Tao mượn căn nhà ấy. Chúc mừng làm gì mừng luôn hả? Công chuyện mà. Đi ra nói. Ê, nãy giờ ông vô đây mấy lần rồi? Khùng mẹ, vô nào mấy lần vậy? Tao mới vô đây rồi, tao mới gặp nó đây, tao mượn tiền em mà. Tao mượn làm gì? Nãy giờ 300 ngàn rồi hả? Bị điên hả? Mượn gì 300 ngàn mà nó khùng vậy? Tao máu mượn căn nhà mà kêu 300 ngàn, nó đòi 300 ngàn, sao mày khùng vậy? Anh mượn em 300 ngàn hồi nào? Hồi nào? Ông vô đây lần thứ ba nào? Mời mua em nữa đi, vô làm máy. Máu vô mày điên hay hả? Mày bị quánh ghẻ. Mẹ nạp giống hả mày? Ông vô đây lần thứ ba rồi á? Mượn làm gì? Anh mượn có công chuyện chút xíu nữa, bữa sau trả. Mày khùng khùng. Bây giờ chúng mày ông đi, ông đạp lại, ông đạp cái xe ông này, nó rớt cái chip đúng không? Mày khùng khùng quá. Anh mượn căn nhà nha. Anh chiều luôn á. Mai làm. Chúng mày ông coi này. Mai làm, có gì? Mai làm. Đi nhau. Đúng mày đó ngẫu nhiên. Lần thứ ba rồi hả? Ngẫu nhiên ngon phải không? Mai làm nha. Ông mượn 300 ngàn rồi hả? Con này nó bị cái gì rồi? Ông mồ này nó bị gì rồi cô bé? Bị gì đâu? Tao cho đi. Đó. Ông để làm đi sinh nhật hai lần dòm kiếm tiền làm tức. Sao mày ngu thế hả? Không, cái gì? Hồi này em xin đi anh sinh nhật hai lần giống như điện năm cốc. Cứ lên nói xin đi mà. Nói xin nhật năm cứ đi mà. Hồi này em kêu đi sinh nhật. Hồi nói giờ hỏi tao sao tao biết mày. Ông ngầu đi mà ông nghe. Tao mới vô tao biết vụ gì đâu mà mới nghe. Ông ngầu đi giờ gần nửa tiếng hồ rồi ạ. Mà đừng có thật cùng quá tao biết vụ em mà nói gì lẹ vậy. Em không có thiệt hay. Sao tự nhiên nãy giờ đi sinh nhật nãy giờ điện năm cốc. Thằng tôi điện trăm ngàn. Mày ngu, tao nói thẳng là mày ngu. Đứng dậy đi và nghe tao nói những điều quan trọng là thằng cu. Dạ, lông thứ nào? Thằng nói là ai biết gì mà tao mới vô nha. Lông này lông thứ ba đâu hả? Rồi tao mới vô tao không biết cái vụ gì đâu, đừng có nói cùng quá. Ông đưa tiền đây. Tao tính tiền hai nước, lông nước tao lông nước gì à? Ba lông. Hai lông. Hai lông. Một lông. Hai lông nghĩ là nãy giờ ông cũng có vô ông đừng có xạo. Tao nói lộn, tao tính tiền tao một lông nước đi. Ba lông. Ý làm nước mày có mất cái gì không? Tái có một lần người tính tiền tao một lần con đây. Nhưng mà tôi cầm đi tao một bao lần. Đây tiền đây tính tiền một cú một lần à? Ngẩn cái gì? Anh kêu cho em
cũng lo giờ nãy anh quên hết rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Ông ngồi xuống đây nói chuyện. Ông ngồi xuống đây, ông nói chuyện đi đâu. Ông mày chưa hết, mày ngủ mẹ. Ngủ gì? Ông đừng có, ông đừng có lừa ai. Tôi không có bị điên đâu nha. Trời, em cũng lo kìa. Bốn lần chút tôi mua bốn lô khác chưa hết phải. Bỏ mà đây lên. Ông vô đây. Giờ, giờ ông vô quần tiên rồi đúng không? Vô đây, giờ ông vô 100.000 quần lên đúng không? Mẹ. Ông bước vô đây ngầu luôn rồi. Ông có 100.000 nữa đó. Chuyện gì? Ông ngồi xuống đây. Quê nghe thầy ta đang đi công chuyện. Quê nó quê nó. Chuyện chơi muốn nước đẻ rồi vô vui hết. Chứ mày nói gì cũng mày. Nói cũng gì? Bê ông mấy ông đồng lại lừa tôi cái gì? Lừa gì? Ai làm gì đâu lừa? Bê nó nước. Nãy giờ ông vô bê lần. Ông đừng có sợ. 100 ngàn đi công chuyện đi. Đừng có. 100 ngàn. Cái gì? Bê nó giết thầy không? Nhỏ, mày nói gì mày? Mẹ là thiệt thầy, đứa mẹ đàn ghi tôi thiệt thầy. Cái gì? Chạy coi nó lưu cái đầu đâu. Đừng có lưu. Quân có tầm bài em bẻ đâu. Ta lượm đi rồi. One hour later. Ông kia cái ông thông đồng chơi. Ông đồng thông đồng với mấy người đó này em chơi tôi ấy. Rồi gì có. Mày không muốn lời. Ông kêu cho bỏ lần nước nữa. Bỏ vô mình bán nữa rồi. Mày đang lưu cái đầu nó rầu rồi. Mày làm thêm vài phát nữa là. Lưu gì? Tôi đang lưu đầu em rồi. Lấy thất bại nhìn cụ quê hả nhìn cụ quê. Nó khờ sao mình tự nhiên không nói là vậy. Bố luôn nói từ từ chiêu ra cái anh cái gì vậy? Nãy tướng kêu cho bố luôn thì ai ngờ anh cùi hết. Cùi hết à, cùi xem chút ta mua chứ bè lông nước bao nhiêu tiền đâu mà mẹ cái con này đỡ cho nó bị tâm sang tắm tâm lý cho nó bị tâm thần rồi tao nó vô bệnh tao vô tao chó xuống cầu xuống ngang cho nó chia tay mày chứ mày ngu dưới của bè bây giờ là mày cứ tưởng trong đeo mày nó xin đúng không không tôi khôn lắm tôi đã ngu như mấy người đâu nè chuyện mày mấy người là ai mày hử tôi chưa nói tên ông nha tiền tao chọc mấy quay vô cái điếc mày một cái mà mày lòi trĩ ra ông hử con gà mẹ tiền nước đây tiền nước thì một lon nha mày mẹ ơi hai lon giờ ông giao hai lon giờ tao mua đem vô mày cái đồ mày này gì bốn nước em mày cứ hỏi bốn lon nước mày bốn lại đâu không có không có lon nào hết đâu cũng phải lon cái lon nước đó cũng là của anh mày hiểu không cô bé cái này kêu cho em nhưng mà lon nó cũng là của anh mà ông đưa không nhớ giờ anh đưa bốn nước tính tiền một lon đâu đâu bé lon bé lon cái gì cái thùng á quy ra bé lon hai lon rồi ông giấu đâu biết giấu biết đâu rồi là bốn lon nó mua đem vô mày không á ông quy ba lon đúng không chứ bốn lon nữa mở quy ba lon rồi với bốn nước nữa là nhiêu mà lại mấy lon là bảy lon là bốn lon nước thì của ai của em của sao của em chứ nãy anh kêu anh cho em bốn lon rồi giờ với anh con anh khui ba lon nữa bảy lon anh đâu tính tiền bảy lon cái đầu phòng mày cho mày bảy lon mày trăm tính. Tư đương trăm trừ đúng rồi tiền bảy lon bây giờ làm tổn thất tinh thần của tôi nữa chơi làm gì tổn thất mày cái công nhân mày liếm đầu hả ông anh đưa tiền ấy lấy tiền treo xeo đi cãi lộn nó xeo xích mít nữa không giúp anh được rồi đó giúp gì không vậy này đâu em có đưa nhau bồi khó leo này tao có tóc bỉ mày khó sợ bồi bồi leo tao đưa trăm ngàn tay đấy chuyện trăm ngàn ông làm như tôi vậy nè tôi cho ông được cái nào đến mày lại vậy tôi dù gì tôi cũng là người đàn ông đưa tận tay với tôi chứ ông làm gì không ông làm gì vậy không tí gì mày cũng trăm rưỡi mà trăm rưỡi cái gì mày đừng có đừng bị điên với mày nước mày mất cả một lon à mẹ tao đưa mày 100.000 là nhiều lỗ nhau mày hết cũng ra mày đừng có thôi đang ngồi ăn làm gì vậy ở này ừ đây đi đâu đây đâu tự nhiên không có tao ao uống nước mày đi đi gì vậy ông nào đây không đâu tôi mà tao là máy lon nước khui gì đâu cái gì à ông nậu máy lon này em nhét vô đi đâu nào sao tụi ông thấy không ừ. Nói gờ mày lon nước cái lỗ sao bự mày cái lỗ mày được rồi nhét cái lỗ đít tao mày nói gì đâu à, nói giả gì đây không đây lấy đem về ba tôi lạnh đúng không quê mày anh đứng chờ tôi với sao anh thấy anh đứng nói anh bị trời đợi trời đé dạ vui giờ nói chạy chờ vui đi còn có nữa chữ anh nha ừ à, tiền không tính rồi lấy anh uống ừ cái chai tôi uống không uống nước đi tiền tao tính rồi nè anh em rồi rồi mẹ còn ngày sao láo vậy ông đúng rồi cái quán nó thiệt sự á nãy nè tao phân quán mày chút mày biết nãy cảm xúc mày sao biết hử ông biết sao ông sao ra coi mày cảm xúc mày về sao biết hử tôi bình thường tôi không trời vợ ra tôi không biết vợ tôi biết mấy ông con là tôi thương lắm thầu thương cất cơ hội nó mất hồn nè xíu một chút nữa mày bị tâm thần là tao chớ mày xuống cầu sông ngang mà nhập ở dưới đó đâu không có một chút không có một chút thôi mày ông lại kêu ông nào nha nhanh đi làm gì tụi ông
solo ấy, tại sao? Không mày một chút solo luôn á. Què mày, nó thất bại rồi què. Tao uống nước ở làm cho anh coi. Nó không đẹp mà. Mẹ nó các bạn, biết vậy. Mẹ chắc phải làm, thầm lâm làm mai con biết. Một cái thằng khác đó lanh hơn của què đó mà. Còn kêu thằng kia nó giúp chơi dài không được. Đấy, chắc dạy quá anh. Cũng nhờ tôi mà, cũng nhờ cô bé mà tôi kiếm được 100 ngàn. Giờ ông nói gì ông? Thì mày thông đồng nó của què? Thông đồng gì? Nhờ ông mà tôi kiếm được 100 ngàn. Làm có thông đồng vậy? Có thông đồng đó không? Không. Tao giờ tao coi clip có thông đồng là ngày mai là tao que tao quýnh bồ mày nha. Tao quýnh bồ mày nha. Quá hả? Mấy gì thất bại. Thôi anh em thấy vui đỡ lại một like nha các bạn. Thấy vui thì đỡ lại một like thôi nha các bạn. Không vui lắm không? Ừ. Thất bại làm thêm vô nữa là nó vô, nó lu, nó lộn, nó lu đều nó luôn. Còn mày láo thiệt rồi chứ. Thôi mày tính tiền hả mày?